Quân sự thế giới hôm nay 26 tháng 4 năm 2024 có những thông tin sau. Nga tăng cường triển khai các hệ thống phòng không tới Ukraine. Anh mua pháo tự hành Boxer RCH-155 của Đức, tiêm kích F-35 với cấu hình nâng cấp mới nhất lại lỡ hẹn. Nga tăng cường triển khai các hệ thống phòng không tới Ukraine. Army Recognition dẫn phát biểu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Nga đang lên kế hoạch trang bị cho các lực lượng Nga ở Ukraine thêm các hệ thống tên lửa phòng không. Nhiều trong số đó là những biến thể tiên tiến nhất, dù không công bố số lượng và thời gian cụ thể. Theo đó, các hệ thống hiện đại và mới nâng cấp như S500, S400 và S300V4, cùng với BukM3 và TORM2U sẽ sớm có mặt trong thành phần trực chiến, chiến đấu của quân đội Nga. Những hệ thống này vốn nổi tiếng về độ chính xác và khả năng đánh chặn nhiều mục tiêu trên không, mang lại khả năng phòng thủ vững chắc trước các cuộc tấn công trên không tiềm tàng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, việc tăng cường năng lực phòng không là rất quan trọng để bảo vệ bảo vệ các cơ sở quân sự và chiến lược quan trọng của Nga, bao gồm các đơn vị chỉ huy, lực lượng hạt nhân chiến lược và khí tài quan trọng. Army Recognition nhận định tuyên bố này của Nga đóng vai trò răn đe chiến lược, báo hiệu cho đối thủ những rủi ro gia tăng khi tham gia vào các cuộc tấn công trên không. Điều này có khả năng làm giảm tần suất các cuộc tấn công và thay đổi cán cân chiến lược có lợi cho lực lượng Nga. Do đó, Việc đưa vào sử dụng các hệ thống phòng không tiên tiến là một yếu tố quan trọng nhằm thích ứng với chiến tranh hiện đại và bảo đảm an ninh cũng như hiệu quả của các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Anh mua pháo tự hành Boxer RCH-155 của Đức Defense Blog đưa tin, Thủ tướng Anh Rishi Sunak chuẩn bị có cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Berlin để củng cố mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Điểm nổi bật chính trong các cuộc thảo luận của hai bên sẽ là công bố quyết định của London về việc mua các hệ thống pháo tự hành bánh lốp Boxer RCH-155. Mặc dù chưa có thông tin về số lượng cũng như giá thành, song các thành phần của pháo Boxer RCH-155 sẽ được sản xuất ở cả Anh và Đức. Trước đây, truyền thông Đức từng cho biết nước này bán pháo tự hành Boxer RCH-155 cho Ukraine với giá 12 triệu euro chiếc. Thông báo này được đưa ra sau khi thủ tướng Sunak tái khẳng định cam kết của London với tổ chức Bắc Đại Tây Dương NATO và công bố kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% GDP vào năm 2030. Đồng thời, động thái này nhấn mạnh lập trường chủ động của anh trong việc nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, thúc đẩy các liên minh quốc tế để giải quyết thách thức an ninh ngày càng gia tăng cũng như kích thích tăng trưởng việc làm với hàng trăm vị trí dự kiến sẽ được tạo ra ở cả Anh và Đức. Boxer RCH155 có thể được coi là sự kết hợp của công nghệ pháo tự hành PZH2000 đặt trên khung gầm xe bọc thép chở quân bánh lốp Boxer. Hệ thống có trọng lượng khoảng 35 tấn, dài 10,5 m tính cả nòng pháo, rộng 2,99 m cao 3,5 m cùng kíp chiến đấu hai người gồm lái xe và xạ thủ. Do có khung gầm là xe Boxer nên của loại pháo này có thể chống được sức công phá của đạn cỡ 14,5 mm và mảnh đạn pháo xe có thể chạy với vận tốc tối đa lên tới 103 km h trên địa hình bằng phẳng với tầm hoạt động đạt hơn 1.000 km. Pháo chính là loại 155mm L52 do hãng Rheinmetall, Đức, sản xuất với cơ số đạn tối đa có thể mang theo là 30 viên. Khả năng nâng góc nòng của L52 nằm trong khoảng từ âm 2,5 đến 65 độ, với tốc độ bắn đạt khoảng 6 đến 8 phát phút, tầm bắn với đạn thông thường và đạn tăng tầm lần lượt là 30 km và 56 km tiêm kích F-35 cấu hình nâng cấp mới nhất lại lỡ hẹn. Theo Defense News, những chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 với cấu hình nâng cấp mới nhất TR-3 sẽ không sẵn sàng được bàn giao đưa vào trực chiến cho đến năm 2025. Đây là thông báo mới nhất của nhà sản xuất Lockheed Martin, Mỹ. Giám đốc điều hành Lockheed Martin Jim Tyclass nêu rõ hiện công ty đang tập trung triển khai đầy đủ gói nâng cấp này trên các máy bay biết TR3 là bản cập nhật lớn cho phần cứng và phần mềm của F35 với những cải tiến về màn hình buồng lái, bộ nhớ máy tính bổ sung và sức mạnh xử lý cùng nhiều nâng cấp độc quyền khác. Tuy nhiên, việc triển khai TR3 lại nhiều lần bị quá hạn so với cam kết. Bản cập nhật từng được cho là đã sẵn sàng vào tháng 4 năm 2023 nhưng đến cuối năm đó vẫn chưa hoàn thành, để rồi nó lại tiếp tục bị trì hoãn. Nguyên do được chỉ ra là các vấn đề về phần mềm và khó khăn khi tích hợp nó với phần cứng mới. Defense News cho biết, chính sự chậm trễ của Lockheed Martin trong việc bàn giao đã khiến không quân Mỹ quyết định cắt giảm số lượng mua các máy bay F35 vào năm 2025, từ mức dự kiến ban đầu là 48 xuống còn 42 chiếc. Các chuyên gia đánh giá TR3 là một thành phần quan trọng đối với khả năng chiến đấu của F35 trong tương lai. Dù vậy, Lockheed Martin vẫn tiếp tục sản xuất các máy bay F35 mới và lưu trữ máy bay chưa bàn giao ở nhà máy Fort Worth, bang Texas. Theo kế hoạch, công ty này sẽ chuyển giao 75 này sẽ chuyển giao 75 đến 110 chiếc F35 trong năm nay cho các khách hàng nhưng phần lớn trong số này đều được lên lịch vào gần cuối năm.